Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay mình live tiếp về vấn đề mà tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, vân vân. Thì nhiều khi Lợi Minh lên trên mạng là mình thấy rằng có những thành phần họ cuồng Mỹ. Họ luôn luôn cho rằng Mỹ là một cái quốc gia là số 1 trên thế giới. Một cái đất nước mà tự do, dân chủ. Mà đó là lý do tại sao ngày hôm nay ai cũng muốn tới Mỹ để đặng mà họ có tự do dân chủ. Những cái lập luận như vậy thì tôi nghĩ rằng nó không đúng, nó hoàn toàn sai. Không phải ai tới nước Mỹ là bởi vì người ta không có tự do dân chủ ở cái quê hương đất nước của người ta. Bởi vì Mỹ là một cái quốc gia đầu tàu. Mỹ là một cái quốc gia hiện nay nó làm ăn khắp thế giới và nó ngoại giao khắp thế giới. Chính vì vậy, với bên cạnh đó, Mỹ nó có một cái đời sống cao và cái khoa học kỹ thuật của nó cũng rất là cao, cho nên ai cũng muốn tới để đằng học hết. Người ta muốn học những cái hay đó, các bạn nên nhớ như vậy, chứ không phải là ai cũng đến Mỹ là bởi vì Mỹ nó có tự do dân chủ và người ta tới đó để người ta được thừa hưởng cái dân chủ tự do đó. Đó là rất là tào lao. Không lẽ những cái người ở bên Anh, bên Pháp, bên Đức, bên Ý, khắp thế giới này, họ đang sống trong một cái đất nước dân chủ của họ, họ đang sống một đất nước mà họ có quyền tự do đó, họ đến nước Mỹ rồi tại vì họ ở Pháp, ở Đức, ở Ý, ở những quốc gia khác họ không có tự do dân chủ, họ đến đây, đến Mỹ để rằng họ tìm tự do dân chủ thôi. Dân chủ là cái đó là không đúng. Ngay cả những người Việt Nam trong nước hiện nay vậy, ngày hôm nay những người dân Việt Nam trong nước họ có tiền, họ có khả năng, họ có đời sống cao hơn và họ muốn đi tìm những cái gì hay hơn đó và họ đến Mỹ. Họ đến Mỹ họ học những cái hay của người Mỹ và những cái khoa học kỹ thuật mà Mỹ họ đang có rất là cao. Đó là điều mà họ tìm đến nước Mỹ, chứ không phải là ai đi tới nước Mỹ là bởi vì người ta đi tìm cái tự do dân chủ. Nó hoàn toàn sai. Trong cái thời kỳ toàn cầu hóa ngày hôm nay, những cái sắc dân trên cộng đồng thế giới, một khi mà họ có, họ ăn nên làm ra, thì họ đi tìm một cái gì đó, cái gì đó tốt hơn cho họ và hay hơn cho họ, và cái gì đó mà họ có thể muốn khám phá ra cái hay. Chứ không phải người ta bỏ quê hương đất nước ra đi là người ta không có tự do dân chủ ở nơi cái xứ sở tại của người ta. Ngay cả những người Việt Nam mình ngày hôm nay cũng vậy anh chị các bạn. Họ trong nước Việt Nam có thừa tự do dân chủ, thừa hết tất cả. Và những người dân trong nước bây giờ họ muốn đi học những cái hay, những cái tốt hơn, thì ở xứ người nó có những cái điều kiện đó, họ tới họ học. Các bạn thấy những thành phần mà lên mạng tối ngày nói là Việt Nam không có tự do dân chủ vân vân thế này thế nọ, mà chính họ là những người rất là xảo trá và bịp bợm. Họ ở trong nước hay là họ ở nước ngoài, họ ra nước ngoài rồi họ rêu ra Việt Nam không có tự do dân chủ, nhưng mà họ lên mạng thì họ nói lón xa cào cào hết, họ phát biểu, họ chống phá Việt Nam, họ xuyên tạc Việt Nam. Thế thì ngày này tháng nọ năm kia họ vẫn ra rả trên khắp các cộng đồng mạng. Vậy tôi hỏi anh chị các bạn, vậy Việt Nam có tự do dân chủ không? Có tự do dân chủ, mọi người họ có quyền nói những cái gì mà họ cảm thấy họ không phù hợp với họ, hay là họ cảm thấy như thế nào đó họ phát biểu. Như cái thằng mà dưa leo dưa chuột, các bạn thấy nó lên mạng nó cũng ra rả bao nhiêu năm trời nay, từ năm này tháng nọ nó ngồi nó nói suốt, nó bảo là Việt Nam không có tự do dân chủ, hay là một số những thành phần chống phá đất nước. Ngay cả những cái tên như là Tân Thái, Bên Chương, có Hằng Lý Sà Phạm, được anh chị các bạn thấy, nó nói là Việt Nam không có tự do dân chủ, mà trong khi đó nó ra rả suốt ngày, suốt năm, suốt tháng. Người dân Việt Nam họ sống hiện nay rất là ổn định. Tôi về tôi thấy cái đất nước Việt Nam, người dân một khi mà họ sống, họ tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật, thì chẳng ai mà đụng tới mình, chẳng ai làm phiền tới mình. Không những thế mà ông chính quyền, ông còn mừng nữa. Ông thấy những cái khu phố, những cái thành phố, những cái đô thị, người dân họ sống được an ninh trật tự như vậy, họ thi hành pháp luật một cách tuyệt để như vậy, thì đất nước xã hội nó càng lúc càng tốt hơn.
Ở đất Mỹ cũng vậy thôi anh chị em các bạn. Ở xã hội Mỹ này, nó tự do ngôn luận hay dân chủ như vậy là anh phải thượng tôn pháp luật. Ở trong nhà, ở trong khu vực nhà anh, đó là của anh. Đấy, mà anh phải tuân thủ theo những cái pháp luật của chính quyền địa phương. Anh muốn xây cất cái gì, anh muốn làm cái gì, anh phải xin phép. Còn anh bước ra khỏi cái nhà, cái khu vực nhà đất đai của anh, thì anh phải, thì ngoài đó nó thuộc về công cộng, thuộc về quyền quản lý của chính phủ. Từ mọi thứ hết, con đường, đất đai, rồi cột đèn hay là những cái bảng hiệu cái gì, anh cũng phải tuân thủ hết. Nó cũng Việt Nam mình cũng vậy thôi. Cho nên tôi thấy những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước cứ lên mạng ra rã tối ngày. Việt Nam không có dân chủ, không có tự do, không có nhân quyền, mà họ chính họ tối ngày sáng đêm rồi lên những cái kênh của họ để đặng mà họ chống phá Việt Nam. Các bạn thấy họ tìm đủ mọi cách họ chống phá và họ xuyên tạc. Cái đó rất là tào lao. Có nhiều người họ không có hiểu được. Họ nghĩ ô tại sao mà ai đến Mỹ là bởi vì người ta đến đó, đến Mỹ là để tìm tự do dân chủ. Cái vấn đề ở quốc gia người ta đã có thừa tự do dân chủ rồi. Nhưng mà người ta muốn đến Mỹ để họ học hỏi cái gì đó nó hay hơn. Tại vì cái nền công nghệ kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cao hiện nay nó nằm ở tại Mỹ. Ai cũng muốn đến để học, để rằng họ có được những cái kiến thức cao và họ sẽ có những cái đời sống tốt hơn, bởi vì cái kiến thức của họ khi mà họ đến Mỹ họ học được. Và có những người họ trở về với quê hương của họ và họ phục vụ quê hương. Lấy trường hợp như tôi nói, như thằng tiến sĩ Trần Danh Dự, nó là một cái người ở bên Mỹ, các bạn thấy nó về Việt Nam, nó sẵn sàng, nó ở bên Mỹ nó đi làm cả $100,000 một năm, cái lương bổng của nó hơn nữa, tôi nhớ lâu lắm rồi, mà nó bỏ nó về Việt Nam. Tại vì nó học được những cái hay đó, nhưng mà nó thấy ở Việt Nam cái nhu cầu và cái sự mà đòi hỏi mà Việt Nam nó cấp bách hơn, nhất là ở cái quê hương của mình. Mình về mình cống hiến những cái tài năng đó thì nó về. Các bạn thấy nó về lương nó làm từ buổi ban đầu chỉ có $300, $500 thôi, mà nó vẫn đi làm, nó xách cái resume nó đi nộp tùm lum hết. Mà cuối cùng thì nó tìm được những công việc làm và nó trao đổi những, nó trao dồi những cái kiến thức của nó học được ở xứ người, ở trên quê hương. Những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại cũng như trong nước cũng vậy. Tôi nói chuyện bạn tụi nó rất là tào lao. Ở Việt Nam thì khóc lên khóc xuống, chống đủ thứ, xuyên tạc đủ thứ. Lên mạng thì bảo là Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng mà khi mà qua được tới Mỹ rồi, mấy cái đám mà dân chủ cùi cũng bị qua tới Mỹ rồi, thằng nào mấy con nào con nấy, mày cũng như tao, ông cũng như thằng, cài chết mẹ luôn. Qua tới Mỹ rồi im hết, câm ngòm hết. Tại vì cái xã hội Mỹ nó quá thực tế và thực dụng. Các bạn thấy nó làm cho con người ta phải bận rộn trong cái cuộc sống của họ. Và nói về chống đối chính phủ và những cái tiêu cực xã hội của nước Mỹ, khi họ tới rồi đó, họ không muốn nhìn tới nữa. Nó ê chề quá, nó khủng khiếp quá, họ không dám nhìn tới nữa. Thì bắt đầu họ phải đương đầu vào trong cái cuộc sống mưu sinh. Và vấn đề chính trị của họ gần như họ không dám đụng tới nữa. Tôi nói trường hợp như con mắm, con nấm gì đó, các bạn thấy qua tới Mỹ rồi cũng xào kiếm ăn thôi, có được cái kênh thì lâu lâu lên đó à chí à chó để coi kiếm được bao nhiêu view. Còn bây giờ mà nó đi ra cộng đồng của những thành phần mà chống cộng bên Mỹ, tôi nói người ta cũng xem nó như là còn thua con chó rồi. Các bạn thấy Điếu Cày, Tạ Phong Tần, cô Quy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, chèn đất ơi, ở trong nước thì chống lộn xà ngầu rồi. Bảo rằng không có tự do dân chủ, mà khi qua được tới Mỹ rồi đi lụm lon, rồi phải đi cài, cuộc sống mưu sinh quá ư là vất vả đi. Còn những cái bất cập trong xã hội Mỹ nó quá ê chề, đâu có dám đụng tới. Ngôn ngữ thì bất đồng, ngôn ngữ bất đồng, văn hóa thì khác biệt của một cái hiệp Trung Quốc. Các bạn thấy đời sống nó làm người ta xoay 360 độ. Ở trong nước thì lúc nào cũng lên mạng, Việt Nam không có tự do dân chủ, rồi chống loạn cào cào hết. Qua tới Mỹ rồi thằng nào con nấy, tôi nói hơi quá đáng, còn thua con chó.
ở xứ người. Tại vì tối ngày rút 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 đi làm xong về về nhà mua được cái xe cái nhà rồi bắt đầu là phải trả bill trả nợ rồi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế, đủ thứ bảo hiểm hết. Rồi cuộc sống mưu sinh hàng ngày làm, các bạn thấy nó làm cho cái người, những cái người mà chống cộng đó, những cái người mà họ cồn Mỹ, khi mà họ đến được Mỹ rồi đó, họ mới té ngửa ra. Ôi cái đường đời, cái thực tế nó rất là phũ phàng. Ở trong nước thì họ có thừa, các bạn thấy họ có thừa tự do, dân chủ, nhân quyền, ngôn luận hết. Nhưng mà họ đi quá xa đi, họ đi quá xa, cho nên họ, chính quyền họ không đồng ý, pháp luật Việt Nam người ta không đồng ý những cái điều đó. Tại anh chống mà anh càng lúc anh làm những cái chuyện nó không có đúng với cái sự thật, và anh đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc quốc gia, anh vượt qua cái lằn ranh giới đỏ, thì chính quyền người ta phải ra tay thôi. Ở Mỹ nó cũng vậy, khi mà những cái người mà làm cho chính phủ hay những cái người dân họ vượt qua cái ranh giới của cho phép của pháp luật thì nó cũng lụm thôi. Như tôi hay thường kia nói thằng Snowden Edward, anh chị các bạn thấy khi mà nó tiết lộ những bí mật của quốc gia thì ông Obama cũng gượt nhỏ tước bút tước quyền công dân quốc tịch nhỏ nhỏ phải tị nạn ở bên Nga. Và Manny Bradley cũng bị, là một trung sĩ khi mà xâm hại đến lợi ích quốc gia của nước Mỹ. Mỹ nó bắt bỏ tù 35 năm. Các bạn thấy rồi, cái thằng mà sáng lập ra WikiLeaks cũng vậy. Nó đem những cái thông tin mà quốc gia Mỹ nó đưa vào những cái WikiLeaks của nó. Thì Mỹ nó không đồng ý điều đó, nó cũng bắt thằng nhỏ, gượt nhỏ tơi bời ba lá. Bây giờ giam giữ thằng nhỏ không biết sống chết ở đâu nữa. Thằng đó đó, nó cái mạng sống của nó giờ rất là nguy hiểm. Mà giờ không biết, kỳ đó nghe nói nó bị bắt rồi mà không biết bắt nó giờ nhốt nó hay là xử nó như thế nào, cũng nó cũng im lặng, nó ngâm tôm đó. Rồi thế giới nó làm cho người ta không chú ý đến nữa, thì nó hành hạ cho đến khi nào chết thôi. Các bạn thấy, ngay cả những cái tù binh Mỹ mà khi nó bắt, nó đưa qua cái trại Guantanamo ở bên Cuba cũng vậy, nó nhốt, nó cũng tra tấn khảo sát một cách rất là dã man. Mà khi nó bại lộ ra, một số những người họ tiết lộ ra, chính phủ Mỹ nó cũng vào đó, là nó sẽ tra cứu những người nào tiết lộ những cái thông tin quốc gia đó ra. Chứ đâu phải ở trong nước Việt Nam ngày hôm nay cũng vậy, những cái thành phần mà nó cuồng Mỹ và nó chống phá Việt Nam, nó cứ hô hào dân chủ, ô Mỹ là quốc gia là dân chủ là số một, tôi tới Mỹ là tôi mới có được cái cuộc sống dân chủ. Nổ cũng chưa chắc. Nhiều khi ra đường làm cái gì mà không đúng luật pháp Mỹ coi, ngồi run như cầy sấy vậy. Hàng cảnh sát mà nó chỉ dừng xe thôi, ngồi run lập bập, đụng tới cái gì cũng phải là phải thuê luật sư. Các bạn thấy Mỹ nó có cả một cái rừng luật, làm cái gì anh cũng phải đúng theo cái phép tắc, xây cái bức tường rào, xây cái nhà hay làm bất cứ cái gì cũng vậy. Nếu mà nói mà ở trong những cái khu mà gọi là cộng đồng mà tụi builder, cái tụi mà đầu tư bất động sản á, nhà thầu nó xây thành những cái khu đô thị, anh chị các bạn vô đó mà mình ở, mình sơn cái nhà cũng phải xin phép nó, trồng cái cây trước nhà cũng phải xin phép nó, bứng cái cây đó mà nó chết rồi mà mình không có cắt xuống hay để đó hoài, nó cũng lại nó cảnh cáo 3 lần mà nó không làm thì nó phạt. Sơn mà sơn không đúng cái màu sơn của cái khu vực đó theo cái nhà từ lúc ban đầu là nó cũng phạt. Rồi sửa cái mái nhà hay bất cứ cái gì cũng phải xin phép. Cái luật pháp nó ở trong những cái khu gọi là nó nằm trong cái khuôn khổ, những cái khu đó nó có homeowner association, một số người Việt gọi là WA, hay còn một số người gọi là cái khu mà đóng tiền ngu đó. Mỗi tháng phải đóng tiền cho nó, có chỗ đóng cả 100 đồng, 200 đồng, tùy theo khu vực. Nó càng có những cái mà amenity, những cái mà để phục vụ ích lợi cho công cộng đó, thì phải đóng tiền cao hơn, chứ đâu phải giỡn đâu chứ các bạn.
nói rằng ô tại sao mà Hằng Lại Minh này không ở Việt Nam đi mà qua Mỹ. Cái chuyện người ta đi qua Mỹ ngày hôm nay, các bạn nên nhớ rằng Hằng Mỹ nó bán cái quốc gia nó cho khắp cả cái thế giới này. Bây giờ trên cả thế giới này, bây giờ họ không đóng thuế, họ không đến nước Mỹ này, tôi nói chuyện các bạn, trong vòng một tuần lễ Hằng Mỹ nó sụp nền kinh tế liền. Cả cái thế giới ngày hôm nay mà nó không tới Mỹ, nó không có làm ăn với Mỹ, nó không có đến Mỹ mà nó sinh sống hay là nó làm ăn đó, là cái nền kinh tế của Mỹ nó sụp liền. Thực sự đó, thằng Mỹ nó là cái thằng sống, nó về mậu dịch, về kinh tế của nó cũng lệ thuộc khắp cả những cái quốc gia trên cộng đồng thế giới. Tôi nói ngay cả ở bên châu Á mà những cái người mà lao động, người ta không gia công được, không gia công cho nó, thì dân Mỹ cũng te tua tơi bời ba lá. Thành ra thương trường nó là chiến trường thôi. Mà những thành phần cuồng Mỹ lúc nào, ô tại sao mày qua Mỹ mà chửi Mỹ, mà nói Mỹ, chàng ơi, thằng Mỹ nó chửi nhau sùm trời đất tối ngày. Cái chuyện đó là bình thường thôi. Cuồng Mỹ gì mà cuồng ghê gớm. Tôi thấy cái người Việt của mình đó, họ cuồng Mỹ một cách rất là ngu xuẩn. Họ cuồng Mỹ, họ đội thằng Mỹ trên đầu, tôi thấy nó nhục. Tôi sống với tụi Mỹ, tôi biết mình mà lên đó, tao là người mà American được ha. Chàng ơi, Mỹ nó nhìn con mắt nó trợn lên vậy. What the hell? Nó nhục chết mẹ. Tôi nói thiệt. Bởi vì cái người Việt của mình, họ qua tới xứ người ta rồi, các bạn biết toàn đại đa số là lao nô không? Phải mà họ làm ông này bà kia ở trong cơ sở nhà nước chính quyền, họ làm ghê gớm lắm, làm lâu lâu ở trong cái cộng đồng phục vụ với nhau được vài ba đứa, đếm đầu ngón tay, lâu lâu được đứa nào đó làm cho quân đội được thăng chức, chàng ơi, nó lên mạng, nó ngồi đó nó hát bài ca con cá. Mèn đất ơi, ở Mỹ tôi nói chị, thằng Mỹ nó khôn lắm, nó bỏ tiền ra nó nuôi thì phải phục vụ cho nó. Những người làm trong quân đội, cơ quan nhà nước Mỹ vậy, anh phải phục vụ cho tôi. Anh không phục vụ cho tôi mà anh đi sai ngược lại đường lối là anh chết. Lột lon anh liền, đuổi việc anh luôn. Lúc đó húp cháo cũng không có để mà húp nữa. Các bạn đừng, chứ không phải giỡn đâu. Đừng có tưởng đâu là qua Mỹ rồi tôi làm được chức này vụ nọ, vài ba người lúc đầu lên mạng, chàng ơi, qua Mỹ nhờ được qua Mỹ thế này thế nọ, chứ ở xứ cộng sản thì không biết bây giờ làm sao. Chàng đét ơi, tôi nói với người Việt của mình nhiều khi nó đau lòng, đau lòng con chim bút quốc. nói tới người Việt của mình ở hải ngoại, nhiều khi tôi nói thì nó đụng chạm, nhiều khi người nói ô Hằng Lợi Minh này sao mà lại đả kích những người Việt ở hải ngoại. Tôi nói những cái tiêu cực của những người Việt hải ngoại là những người mà họ cồn Mỹ thôi. Còn những người ta có trí thức, người ta có kiến thức, người ta hiểu biết, người ta rất là thầm lặng mà người ta rất là đâu qua đó. Người ta về Việt Nam cũng vậy chứ các bạn. Nó bài bản lắm. Chứ ở đây tôi nói trên cái cộng đồng mạng này, tôi nói những cái thành phần người Việt mà gọi là thấp kém, lúc nào cũng chê Việt Nam, dân trí thấp, nhưng mà bản chất của họ, dân trí của họ lùn dã man luôn. Có nhiều người tôi thấy, tôi gọi là queer. nó làm sao đi đó. Họ sống, họ ảo tưởng, họ ăn được cái bơ thừa sữa cặn của Mỹ thì họ nghĩ rằng ồ, Mỹ là cu mang tôi, Mỹ số 1. Tôi nói chị các bạn, ở đất Mỹ này có làm mới có ăn thôi, còn không làm thì người khác họ phải nuôi cho anh, họ phải đóng thế chứ bà cố họ. Đó là lý do tại sao dân Mỹ đóng thế đó. Bây giờ ông Biden, ông chuẩn bị ông tăng thế 40% đó. Các bạn thấy là bắt đầu, ông chỉ mới có nói ta chuẩn bị tăng thôi, chứng khoán nó rớt ịch đuổi liền. Các bạn thấy khủng khiếp không? Những người đầu tư, những người dân làm ăn, họ cảm thấy hoang mang, họ không muốn bỏ tiền ra, họ sợ hãi. Bây giờ làm ăn hỏi các bạn, bạc bạn kiếm 100 đồng là phải đóng 40 đô la trong đó rồi. Người ta cảm thấy bất an trong cái thị trường như vậy. Cái tụi dân chủ nó mị dân dữ lắm. Tôi ghét cái đảng dân chủ, nó xảo trá, nó lấy số đông, nó đè bẹp số ít, và nó không cần biết đúng sai, nó chỉ lấy số đông thôi, đưa tay lên bốc thăm, nhưng mà nó không có nhìn vì cái lợi ích quốc gia hay lợi ích cộng đồng gì, của cái số chung hay là tương lai vận mệnh của đất nước gì cả. Và nó đi theo những cái nhóm lợi ích của nó.
tiền mấy thằng đó thì cứ bỏ túi, còn dân thì khổ chết mẹ luôn. Tôi nói chị các bạn, bởi vì nhiều người họ cù Mỹ. Mỹ là tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, chàng ơi. Nó còn khu cái nồi cháo heo. Tại vì mình qua xa đây, mình sống, mình làm ăn, thì mình kiếm được tiền. Thì mình mua đất, mua đai, cất nhà, cất cửa. Mình có một cái khu giống cái khu tự trị của mình thôi. Là luật pháp của nó, mình chẳng thèm đụng với nó. Mình cứ làm ăn, kiếm tiền thôi. Sách kiếm được tiền, sách về quê hương. Chỉ vậy thôi. Có gì đâu mà ngồi đó. Thằng Lợi Minh chửi Mỹ, thằng Lợi Minh qua Mỹ nói xấu Mỹ. Thôi mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Hello ai ơi Việt, chưa đi làm chưa về ạ? Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.